Dưới trời đổ mưa nặng hạt, giăng kín các lối đi vào quảng trường Mariinske Novomeshche đến quảng trường phố cổ Staromeshche Novomeshche, màu cờ đỏ sao vàng vẫn rực rỡ tung bay trong niềm vui và tự hào của những người con đất Việt trên quê hương thứ hai. Em cảm thấy rất là tự hào về người Việt Nam ạ. Khi được mặc lên người đồ Việt Nam để cho mọi người nhìn thấy, và em rất là vinh dự là được cho mọi người thấy là đồ Việt Nam đẹp thế nào ạ. Thật ra em rất là tự hào là người Việt Nam và được đến tham dự một cái sự kiện rất là thú vị như thế này. Ngày hôm nay em cũng mặc áo dài để em có thể chỉ cho mọi người là văn hóa Việt Nam không phải là mỗi không phải là mỗi quốc ca hay là những thứ mà mọi người đều nhìn thấy, nhưng mà nó cũng là một bộ trang phục áo dài đẹp như thế này ạ. Festival các dân tộc thiểu số tại Séc với chủ đề Praha trái tim các dân tộc là một trong những sự kiện lớn nhất của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Năm nay khoảng 20 nhóm các cộng đồng từ nhiều vùng miền trên thế giới đang sinh sống tại Séc đã tham gia diễu hành và biểu diễn nghệ thuật ở quảng trường phố cổ. Mong muốn là làm sao để mình quảng bá được cái nét văn hóa truyền thống của Việt Nam, và đặc biệt rằng là cho dù người Việt có sống ở nơi đâu chăng nữa thì chúng ta vẫn luôn giữ gìn những cái nét truyền thống của mình và luôn sẵn lòng để quảng bá những cái nét văn hóa truyền thống của mình tới bạn bè Nam Châu. Là một cộng đồng dân tộc thiểu số thứ 14 tại Cộng hòa Séc với hơn 100.000 người, đây là lần thứ 10 cộng đồng người Việt Nam tham dự sự kiện ý nghĩa này và quảng bá những nét đẹp văn hóa Việt qua trang phục truyền thống của 54 dân tộc. Năm nay do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên cũng ảnh hưởng đến số lượng người tham dự cũng như các hoạt động diễu hành trong chương trình. Thế thì việc tham dự vào những cái sự kiện festival dân tộc thiểu số hàng năm thì cũng là một dịp để mà cộng đồng ta có giao lưu văn hóa với những cái cộng đồng dân tộc thiểu số khác tại Cộng hòa Séc, cũng như là một dịp rất là tốt để mà quảng bá và lan truyền cái nét đẹp văn hóa của người Việt Nam đến với Séc và bạn bè quốc tế. Cũng tại sự kiện, ba câu lạc bộ phụ nữ từ ba khu vực khác nhau như Uchinat Labem, Cheska Lipa và Takhov đã cùng tham gia các tiết mục trình diễn như Múa cô đôi thượng ngàn, Múa sắc hoa lung linh và Thị màu. Tất cả đều do chính các chị em trong câu lạc bộ tự biên đạo và trình diễn. Thông qua sự kiện, cộng đồng người Việt mong muốn mang đến thông điệp về một cộng đồng dân tộc thiểu số đoàn kết, hòa nhập nhưng không hòa tan trên đất nước sở tại. Cũng qua đây để hình ảnh văn hóa đất nước con người Việt Nam với những đặc sắc riêng có được đến gần hơn, được giao lưu cùng với các cộng đồng các nước bạn đang sinh sống trên quê hương thứ hai.